Đây là cửa hàng Thế Giới Cây Giống tại đường Tránh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cửa hàng mới vừa khai trương trong tháng 10 năm 2017. Đây, nằm trên đường Tránh, thị xã Cai Lậy, ngay một cái ngã tư, một đường là đi Trung Lương, một đường đi Phà Tân Phong, Tân Phong là xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, và một đường nữa là đi vô xã Bình Phú. Cửa hàng này thì đang tọa lạc tại xã Bình Phú và hướng ngược lại, hướng ngược lại là hướng bên này, hướng bên này thì đi huyện Cái Bè và đi các tỉnh miền Tây. Đây, bây giờ chúng ta hãy vào trong xem những loại cây. Đây là na Thái. Và loại cây chính ở vùng này là sầu riêng Thái và sầu riêng Ri Sáo. Sầu riêng là loại cây trồng đặc sản của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Có thể thấy ở đây khá là nhiều loại với nhiều kích cỡ cây khác nhau. Chôm chôm Thái. Đây là mít Thái. Một loại 80.000 và một loại 25.000. Loại này là 80.000 đây. Nó cùng là mít Thái thôi, nhưng cây 80.000 thì nó nhanh có trái hơn. Và đây là cây mít 25.000. Bây giờ nhìn toàn cảnh lại một lần nữa cửa hàng này.